Ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Sơn La cho biết lực lượng chức năng Công an huyện Vân Hồ vừa phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và lực lượng điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ được đối tượng truy nã Giàng A Đua, sinh năm 1964 ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, là bố vợ của trùm ma túy Tàng Khe Nam. Thu giữ tang vật gồm một khẩu súng ngắn, loại súng quân dụng, một băng đạn, 7 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng. Trước khi bị bắt giữ, Giàng A Đua có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đều về tội danh mua bán trái phép chất ma túy của Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an. Ngoài con rể là trùm ma túy Tàng Khe Nam, Giàng A Đua có 2 con đẻ cũng đều là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy là Giàng A Chứ và Giàng A Vấu.